Ôi các bác ơi, đồ nướng ngon như thế này mà bỏ qua thì phí quá. Đi khám phá xem phố nướng Helio có gì ngon thế nào. Tại đây có nhiều món nướng vừa ngon vừa rẻ, chỉ từ 35 cho tới 350 cành mà một phần ủ nụ luôn đó nha. Ăn vào chắc chắn phê như con tê tê. Có món cá bớp nướng nghệ nè. Cá bò da nướng muối ớt, bạn đã thử chưa? Có cả tôm hùm nướng bao tỏi hoặc phô mai. Trứng vịt lộn nướng, bạch tuộc, tôm hùm nướng siêu ngon. Ai muối nướng giòn sần sật. Xiên nướng ba chỉ heo và bò thơm phức. Đa dạng các món gà nướng ốt, gà nướng mắm nhỉ và cả gà quay chảo nữa nè. Ngoài ra còn có heo sữa quay giòn da. Heo quay lá mắc mập, vị ngon trên cả tuyệt vời. Lòng heo nướng đậm vị. Phố nướng diễn ra xuyên suốt các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đến nha. Gặp lại mọi người tại phố nướng Helio, số 01 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đừng quên vào cổng check-in miễn phí nha.